ô tô chạy ngược chiều đường dẫn cao tốc khiến tài xế giật mình để lái tránh. Chiếc ô tô cố tình chạy ngược chiều vào đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây đúng vào thời điểm ngược nắng khiến tài xế xe camera hành trình giật mình đánh lái vội để tránh. Theo đoạn video ghi bởi camera hành trình vào thời điểm 15 giờ 22 phút ngày 17 tháng 9 trên đường dẫn từ cao tốc xuống quốc lộ 56, đoạn qua xã Hàng Gòn, Long Khánh, Đồng Nai, khi một chiếc Suzuki XL7 bất ngờ xuất hiện phía trước xe anh Dũng đúng lúc ngược nắng. Chiếc xe con không rõ biển số chạy ngược chiều trên tuyến đường từ hướng Cẩm Mỹ vào cao tốc Long Thành Dầu Dây cực kỳ nguy hiểm. May mà tôi đã lách kịp, nếu không thì hậu quả khôn lường, anh Dũng kể lại. Thời gian gần đây đã xuất hiện khá nhiều tình huống ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây được phản ánh qua camera hành trình. Đã có những tài xế bị phạt rất nặng khi cố tình vi phạm luật. Với hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên cao tốc, tài xế có thể bị xử phạt với số tiền lên tới 17 triệu đồng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 100 năm 2019 NĐ-CP. Ngoài bị phạt tiền còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 6 tháng. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.